Tiếp theo là cái combo số 24 nha quý vị, 3 cái sâm hương Cẩm Thạch 200k bao cái ship toàn quốc nha. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi, cái lon bò cụm tỷ lệ nè. Rồi, quay từ cây cho quý vị coi nha, đây cây số 1 nè. Đó. Có bộ đế nữa, về mình chơi cây lùng lực cũng được nha quý vị. Tại cái này giống như cây phôi hả quý vị ha. Phôi, về nữa mà có bộ đế nè, mình chém nhỏ xíu mình gọn lên mình chơi. Cây số 2 này nó cũng vậy luôn nè. Có mấy cái chân cành này về mình muốn chơi lùng mình chặt vô đây, gọt nhỏ lên đưa vô chậu là nó có một cây rồi. Mình nuôi mấy nhánh ra, văn nghệ đi. Còn anh nào biết làm thì tùy, không làm sao làm, còn không thì chơi vậy đơn giản vậy thôi. Chém xuống, khu bù đế lại. Rồi, vậy hả quý vị ha, 3 cây 200. Xuống luôn nha quý vị.